Rồi, good morning quý vị. À, bây giờ là sáng ngày thứ tư, ngày 5 tháng 4 2017, đang có mặt tại ngã 6 Phù Đổng, Sài Gòn, quận 1. Cái là khách sạn New World. Đây là đường Nguyễn Thị Nghĩa, biết ngày xưa nó tên là đường gì, thẳng qua công viên, bây giờ gọi là công viên 23 tháng 9. Cắt ngang ngã tư này là đường Lê Lai, rồi phải là về nhà thờ Nguyễn Sĩ đó. Cái sân khấu sen hồng biểu diễn xiếc. Rồi bắt đầu đây là Phạm Vũ Lão. Trần Hưng Đạo với Bùi Viện. À, có một cô ở Mỹ nhờ em quay cái Bùi Viện nè, để em xem cái địa chỉ nha. Đây đầu đường Bùi Viện, khu Tây Ba Lô lớn nhất Việt Nam nữa gì. Rồi 242/8/10 chị Phụng ha. Ok, đây là số 28 rồi. Số 40 qua ngã tư Đề Thám luôn hả chị Phụng ha. Đó, đường Đề Thám đó gì. Cầm tâm chính. Sáu hai rồi chị. Chín sáu. Rồi bên phải là đường Đỗ Văn Đẩu vô nhà Mở Định nè. Mở Định ơi, bữa con quay cho Mở nhớ không. Rồi 222 rồi nè. Rồi 224. Gần tới rồi chị Phụng ơi.
sạn rồi. Ngoài này có khách sạn Hồng Hân hả? Rồi, 242 hẻm thôi. Rồi, đây. Đây là sạn 2. Sẹt 6, sẹt 8 đây chị, đây quá đẹp cái nhà luôn, wow, đó sẹt 8 đó. Chị, nhà ra khóa cửa à, không biết có ai trong này không? Chị không có cho biết là trong này hiện nay có bà con, người thân gì không? Lận em vô em nói chuyện thì thôi quay bên ngoài nha. Sẹt 8 nè, đây kế bên là sẹt 10 nè. À, okay. Đó, thấy các bạn sẹt 10 cao có trồng mai đó. Gió đây nó không có quay đầu xe được nên em chạy thẳng vô trong luôn nha. Đó, cái hẻm đi sâu vô trong này chị Phụng. Chị Phụng khỏe nha, có gì là email cho em. Ba giờ nó ba. Ở đây mẹt xe đi. Mở đỉnh nè, mở đỉnh ơi. Hẻm 26 đó. Đỗ Quang Đậu á. Rồi ok ha chị Phụng ha. Ở Ohio. Chúc chị Phụng khỏe nha. Ok, thank you quý vị. Đó là tôi quay một cái địa chỉ gia đình chị Phụng đó. Rồi bây giờ tôi trở lại Bùi Viện để đi qua quận 4 quý vị. Tôi quay một cái nhà bên quận 4 ở AB Xóm Chiếu á, 161. À, buổi sáng trời khẽ có sương mù. Cắt ngang là trước là Trần Hưng Đạo quý vị. Góc bên phải là Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Sài Gòn. Đi nhặt rác cái gì. Rồi đây ngã tư Trần Hưng Đạo với Nguyễn Thái Học. Đó chị Phụng, em đi từ Bùi Viện cắt qua Trần Hưng Đạo qua quận 4 cho chị xem nha, đỡ nhớ khu vực quận 1.
chắc chắn ngày xưa chị cũng có hay đi qua bên này chơi. Bên phải là trường Minh Đức nè, có nhiều quý vị ngày xưa học ở đây nè, hồi nhỏ đó. À, không biết theo quý vị là nó có thay đổi gì hay không. Ok, thank you, xin chào quý vị nha. Cảm ơn chị Phụng nha. Có gì email cho Hải nha chị nha. See you.